vợ cũ Huy Khánh nở đó khi bị cộng đồng mạng nhận xét về nhan sắc. Từng là một doanh nhân với ngoại hình sắc sảo, phóc dáng thành mạnh, vợ Huy Khánh càng ngày càng khiến cộng đồng mạng bàn tán về nhan sắc xuống dốc, gương mặt bị cho là già nua, nhợt nhạt. Đứng trước những lời nhận xét không tích cực, Lương Hoàng Anh rất bức xúc. Trước sự bàn tán không ngừng của cộng đồng mạng về ngoại hình khi Lương Hoàng Anh thay đổi màu tóc và phong cách thời trang, Nữ doanh nhân đã thẳng thắn dằn mặt những tài khoản mạng xã hội bình luận công kích về diện mạo mới của cô. Vợ cũ Huy Khánh bức xúc. Đứa nào chê tôi già, xấu thì lấy hết bộ tóc, filler ra, lấy mũi giả, cảm giả ra, tẩy trang đi, ngồi đấy đẻ ba đứa con, nuôi dạy vào đại học top 20 thế giới, xong đến đây tôi hầu chuyện. Doanh nhân Lương Hoàng Anh vẫn thường bị soi mói về vẻ ngoài của mình. Trước những dòng bình luận kém xiên ấy, vợ cũ Huy Khánh không ngần ngại đáp trả. Trước đó, cô từng gây chú ý khi đăng tải bài viết. Ha ha, buồn cười quá, hôm nay hết phút để bươi rồi lại lôi bà mẹ đơn thân ba đứa con đã đến tuổi ngụ thập tri thiên mệnh ra cho công chúng bới lông tìm vết. Thảo Dân rất vui lòng nếu xác thân này giúp đồng bào mua vui qua mấy ngày dịch bệnh. Dù nhận nhiều góp ý về ngoại hình nhan sắc nhưng nữ doanh nhân vẫn rất tự tin về vẻ ngoài của mình. Cô từng đăng tải đoạn clip để chứng minh nhan sắc không hề bị xuống cấp như lời cư dân mạng đã nói thậm chí thường xuyên để mặt mộc livestream. Người ngoài thấy bạn đẹp hay xấu không quan trọng bằng bản thấy bản thân bạn đẹp hay xấu, vì có bôi tròn, chết phấn, khéo đến mấy cũng chỉ đánh lừa thị giác, tha nhân chứ không dối được lòng mình. Ăn uống, tập luyện giữ vệ sinh khoa học để có 70% sự khỏe đẹp từ bên trong để thấy tự tin và tự hào với bản thân mình, vợ cũ Huy Khánh từng chia sẻ. Bên cạnh những lời nhận xét kém xin, không ít người bày tỏ sự thấu hiểu và bênh vực rằng vì doanh nhân Lương Hoàng Anh rất bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc cho ba con nhỏ. Nữ doanh nhân làm việc từ 18 đến 20 tiếng mỗi ngày nên hầu như cô không có thời gian để chăm sóc nhan sắc bản thân. Đặc biệt cô sở hữu thân hình nhỏ nhắn, số đo ba vòng lý tưởng, nhiều lần khiến dân tình phải trầm trồ. Đây là điều khiến cô tự hào ở tuổi U50. Bà mẹ ba con có phong cách thời trang hiện đại, cô luôn chăm chút cho mỗi lần xuất hiện, không ngần ngại diện những thiết kế ôm sát, váy cắt xẻ, khéo khoe body thon gọn. Nhờ có ưu điểm này giúp nữ doanh nhân thêm tự tin khiến phái đẹp ngưỡng mộ khi vẫn duy trì được phong độ như thế theo thời gian. Về bí kíp gìn giữ vóc dáng, Lương Hoàng Anh chia sẻ, cô cố gắng tập luyện mỗi ngày khoảng một tiếng đồng hồ, uống đủ 2 lít nước cùng sau cổ đủ màu. Quả thật Lương Hoàng Anh không hoạt động trong showbiz cũng như phải chăm lo cho các con nên việc không quá quan tâm đến vẻ ngoài cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc U50 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài tươi tắn, tinh thần lạc quan là điều mà chị em nào cũng mong muốn, thay vì dành những lời nhận xét kém xiên